Quỹ ban nhân dân quận Bình Thủy khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân quận tổ chức thành công 7 kỳ họp để thực hiện công tác nhân sự và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền, ban hành 59 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, tổ chức 11 đợt giám sát chuyên đề và làm việc với 43 đơn vị về việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nghị quyết của hội đồng nhân dân quận trên tất cả các lĩnh vực. Tổ đại biểu hội đồng nhân dân quận tiếp nhận 223 ý kiến kiến nghị phản ánh của cử tri. Qua đó đã giải trình giải quyết 189 ý kiến đạt trên 84%. Công tác tiếp công dân luôn được chú trọng, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa thường trực hội đồng nhân dân cùng với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận trong các hoạt động. Thời gian còn lại của nhiệm kỳ, ông Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, chủ tịch hội đồng nhân dân quận yêu cầu các tổ đại biểu hội đồng nhân dân và đại biểu hội đồng nhân dân sẽ lựa chọn những vấn đề liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành quản lý của chính quyền địa phương đối với sự phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh những nhóm vấn đề mang tính thời sự bức xúc và lâu dài được đông đảo cử tri quan tâm khi đưa ra hoạt động chất vấn tăng cường hoạt động giám sát và thu thập thông tin đảm bảo tính cấp thiết kịp thời